Để mình ăn thử một trái cho bạn xem nha. Đó, đây là cái trái nó đây. Để mình tách ra. Đây các bạn. Đó, các bạn thấy không? Cái hộp nó cũng tí xíu xíu à. Là cái trái nó. Để mình lột cái trái nó bên đây các bạn. Cái trái nó dày lắm nha các bạn. Các bạn, mình nghĩ em này được rồi. Mấy em bên đây giờ chín hết nữa bạn. Mấy trái gì ăn rất là ngon nha bạn. Táo tàu và gì là ngon lắm. Còn mấy trái mà chim ăn nó bẻ luôn bạn, bẻ bỏ luôn. Đây nè. Nó để nhiễm công cây nó nuôi. Ây. Vụn nguyên trái đã quá. Thôi nè. Nó chơi vậy chim này nó. Anh đây buổi chiều chiều các bạn, qua anh đây kiếm ổi, ổi kêu bằng ổi gì, ổi nếp mà, đó, mấy chai ổi nếp nữa bạn, nhìn trái năm nay cũng ok, thường đó, thường trái nó gì nào bạn, đó, thường trái ổi nếp là nó gì nè, trái to kìa, các bạn thì để mình kiếm trái nào, mình trái nào bự bự mình ăn à. Đó. Trái này mình thấy ok nè. Đó. Đã không bạn? Cái màu nó gì là màu màu muốn ăn nha các bạn. Cái màu ổi gì là ngon lắm. Quá đã bạn ơi. Nhiều trái gì lắm bạn. Nói chung mấy cái ổi gì là hết sảy rồi. Mấy cái ổi gì là khỏi chơi. Đó. Chưa thấy hạt nha bạn. Mấy trái ổi này ngon lắm rồi. Nó là nhãn nó bự quá, nứt nè, nước nhiều quá. Nói chung là mấy ổi này ngon quá. Quá tuyệt vời luôn. Nói chung ra mới ăn trái ổi ngon quá à. Ngon mà no nè. Nó đã này cơ. Buổi chiều quá, hoặc buổi sáng á, ăn là ngon nhất nha bạn. Lúc mà trời mát á, ăn ổi, hái ổi ăn là đã lắm. Ok bạn, thì hồi nãy các bạn, mình hái sabo. Thì đây mình hái được mấy trái nè. Cô mình là sabo hatcha, còn đây là alano nha bạn. Alano cũng chín luôn. Hatcha. Thì hôm bữa bạn có một số cô chú hỏi mình á, khi nào mà biết sabo chín, khi nào mới hái được. Ok, sẵn đây mình làm video nha. Thì sabo chín á, muốn chín á, mình một cái thứ nhất mình cạo cái vỏ. Cái thứ nhì mình giật giật các bạn, đó thấy không, các bạn thấy không, nó chín là nó gớ, nó gụng ra luôn nha các bạn. Mà mình bóp mình thấy nó hơi mềm mềm rồi đó. Ở trên đây cũng vậy, mình giật giật nha các bạn, giật giật mình bóp bóp mình thấy rồi, cái này nó còn cứng cứng.
Nhưng là cái mùa này là mùa sa bô nha, mùa giống như tháng 9 tháng 10 á thì là cái mùa sa bô chín rồi nha bạn. Thì có trái đậu sớm, đậu tháng 9 thì mình đậu sớm thì mình hái tháng 9, còn đậu trễ thì mình hái tháng 10. Thì mình đi vòng vòng mình thấy, mình giật giật mình thấy nó rớt ra, nó rớt ra thì là nó chín, còn mà nó không rớt ra thì nó chưa chín nha bạn. Mình cứ nắm mình giật giật, có nhiều trái bự lắm mà nó chưa chín bạn ơi. Có như trái này nè, đó, chưa chín, chưa. Mình cạo cái vỏ nữa, cạo cái vỏ mình cũng thấy chưa chín nữa. Nói chung ra sa bô là mình phải giật giật các bạn ơi, mình giật giật coi nó có chín không, giờ mình bóp 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 nha bạn, coi nó có mềm không ấy nha. Ok bạn, đó là cái cách mình, cái cách mình hái sa bô ấy nha. Để mình giật cái này xuống luôn. Đó là cái cách mình hái sa bô nhà mình đó bạn. Thì mình hái cũng được 4 trái nè, cứ 2-3 bữa mình ra mình nắm mình giật giật, mà mấy trái này mềm hết luôn rồi. Nãy mình giật giật cái nó gớt ra luôn. Đây rồi, mấy trái này cũng mình nghĩ chừng bữa 2 bữa nó ăn được hết rồi. Mà sa bô Mỹ ngọt lắm nha các bạn, nó ngọt ghê luôn á. Nó ngọt mà nó ngọt, ngọt gắt luôn á. Cái này còn cứng. Bữa các bạn, bữa nó rụng á bạn, nó rụng rồi giống như nó chín cây, nó rụng cái nó bể ra luôn. Còn coi nào chín có rụng không bạn. Ok nha bạn, thì đó là cái cách mình hái sa bô. Tại con số trái này á mình thấy nó còn cứng á, nó chưa có hái được, thì mình để nha bạn, mình để. Ok nha bạn, thì đó là cái cách mình hái sa bô. Thì thường cái mùa sa bô là khoảng chừng tháng 9 tháng 10 nha các bạn, ở Nam Cali á, tháng 9 tháng 10 là mùa sa bô á. Thì mình cứ ra mình test, mình cứ nắm mình giật giật xuống, nếu mà nó chín thì rụng giống như nãy mình hái đó, mình cho các bạn xem đó. Mình cứ gịch xuống, nó già là nó rụng rồi nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok các bạn, khi mấy trái nhãn á, các bạn biết sao khi trái nhãn nó đổi màu qua màu vàng vàng như vậy nữa bạn, là mình nghĩ nó được rồi nhớ bạn. Đây đa số là những cái trái trên đây mình thấy được hết rồi đó, là đến lúc ăn được rồi nha các bạn. Có trái cũng to lắm nè, nó ngã màu gì là ok rồi, đừng để chín quá ăn nó không ngon, nhiều khi các bạn thấy nó bị nứt luôn á. Để mình hái nó xuống nha, mình hái vài chùm cho mẹ mình bạn. Mẹ mình với em gái mình cũng khoái ăn nhãn lắm nha. Các bạn, mình hái cái chùm này nha. Đó, cái chùm này mình thấy ok rồi. Mình qua mình hái thêm chùm hai chùm nữa. Cái chùm này cũng ok luôn, nhưng mà mình thấy còn nhiều trái nhỏ cho nên mình không có hái nha các bạn. Ồ, cái này có hai chùm lắm. Chùm ở trong nữa bạn ơi. Chùm trong như được hết rồi. Thôi để nghĩ để chùm này đi. Chùm này mình thấy ok nè. Cũng còn nhiều trái nhỏ quá hả? Hay là mình ra ngoài ta. À, các bạn thấy không? Nó chín nó nứt luôn nè các bạn. Mà cái này dày cơm lắm nha các bạn. Để ở trong đây cũng có mấy chùm bự nè. Thấy không? Mấy trái to lắm mà mình nghĩ chín hết rồi. Tại mấy bữa mình đi ra đi vô mình ăn đó bạn, mình ra đến đi ra cái chùm này bự lắm, mình đi ra đi vô bẻ đó. Đây để mình hái một trái mình ăn cho các bạn xem nha. Để có con số bạn nói mình hái non ha bạn. Để mình để cái này xuống mình tách nó ra mới được. Để mình ăn thử một trái cho bạn xem nha. Đó, đây là cái trái đó đây. Để mình tách ra. Đây các bạn. Đó.
Các bạn thấy không, cái hộp nó cũng tí xíu xíu à. Là cái cái nó, để mình lột cái cái nó bên đây qua. Cái cái nó dày lắm nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, cái hộp nó cũng nhỏ, dày cơm. Mình không biết nó là nhãn gì các bạn. Hồi xưa mình đi mua mình chỉ biết đó là cây nhãn là ngon rồi, mình không biết nó nhãn gì, nhưng mà mình mua được cũng là loại nhãn ngon nha. Cái hộp nó nhỏ. Ngon quá bà ơi. Ngọt ngay à, hộp nhỏ thôi. Nói chung ra nhãn này ăn được rồi, ăn ngon hết rồi. Đã ha. Chắc mình nghĩ mình bẻ luôn chùm này cho mẹ mình luôn quá. Rồi để mình gàn trước mình xem coi có chùm nào già hơn. Thấy không? Cái này nó bị nứt ra luôn nè, mình hái cho bạn xem. Nè. Nó bị nứt ra luôn á. Thường nứt á là dư nước á nha các bạn. Nhưng mà trái cây á vào mùa hè các bạn nên cho dư nước nó tốt hơn. Đó. Thấy không? Như vậy cơm ghê không? Nó hổng có xíu xíu rồi. Mà ngọt ngay là ngon lắm mọi người. Nói chung là ngon, quá ngon. Để mình đi ra ngoài ngoài trước nè. Ngoài trước cũng có nhiều lắm nè. Mấy trái này đã ha. Ăn được hết rồi. Còn mà mình không để không hái á, mấy anh chim nó xuống nó hái, mà sáng mới hái mới táo cũng ngon lắm. Táo bây giờ chín hết rồi, ngon lắm. Thấy không? Mấy chùm này mình nghĩ được hết rồi. Mà nó xà xuống rồi, mà nó cái màu nó chuyển màu đó bạn. Đây mình nghĩ mấy em này bự quá nè. Thôi mình để mình hái này qua coi. Thấy không? Mình nghĩ em này được rồi. Cái này to quá. Sao mình hái được nguyên chùm này vậy? Hái nguyên chùm này mới đã này. Mấy cái này rất là to luôn chứ. Cái này cũng rất to. Cái này sao dính vậy ta? Đây quá. Cái này bự quá bạn ơi. Để mình hái thêm chùm này nữa đi. Chùm này nữa mình cho em gái mà. Đó, vừa rồi. Quá đã bạn ơi. À, còn nhiều lắm. Còn rất là nhiều luôn. Đây rồi. Quá đã ha. Trái to to không à. Trái bự luôn á. Ok. Wow, chùm nhãn này quá bự luôn nha các bạn. Quá đã ha. Mà trái to. Nhãn nào như đấy trái rất là to luôn. Hôm nay hái táo tàu các bạn ơi. Mình thấy cái táo tàu các bạn. Nó có cái màu muốn chín rồi. Như gì thì nó ngon rồi. Mà trái to lắm các bạn ơi. Năm nay trái rất là to luôn. Mà mấy trái này á, các bạn ngâm nước thì ăn nó mới ngon nha, chứ các bạn đừng có giống như hái ăn tại chỗ thì nó không có ngon bằng mình ngâm nước nha bạn. Mà năm nay các bạn cho mình cắt nhiều quá, cái trái nó rất là to luôn. Wow, bên đó kìa. Đây, để mình zoom lại cho các bạn xem. Wow, bên đó trái quá to luôn các bạn. Mà nó vàng hết rồi. Ở đây cũng được. Trái to hết nha các bạn. Mấy trái này ăn ngon lắm. Đây nè. Đó, nó vàng vàng như vậy đó là ăn là hết sảy nha các bạn. Bây giờ mình lấy cái đồ đựng mình hái tiếp cho. Mấy em này chắc mình phải hái bỏ mà để nó không tốt cho cây, với lại nó nhìn nó sao sao nó ăn. Để đi lên bên đây mình hái tiếp. Mà cái cây này năm nay nó tràn qua bên đây quá. Đây. Mấy trái như gì nữa bạn, ăn là hết sảy luôn á. Mấy trái gì nè, ăn ngon lắm.
Đây. Nhưng mà các bạn ngâm nước á, ăn là bá cháy vừa chát các bạn. Tối tàu là mình phải ngâm nước nha. Mình phải ngâm nước sau đó mình mới ăn. Ồ, nó hơi có gai các bạn ơi. Này, phải cẩn thận, gai đâm đầu lắm. Mấy trái trên tay vàng nè. Đó, mấy trái gì nè, mình thích ăn gì nè. Mình không thích mà nó gám quá. Nó gám quá nó bị khô. Khô nó hết ngon đây. À, để mình. Wow, ở đây quá trời luôn nè bạn. Nhưng mà bên đây thì chưa chín bạn ơi. Bên đây là mình phải đợi rồi. Mấy anh chưa chín mà đã chim nó đã ăn rồi. Thấy không? Đó, chim nó chơi vậy đó, nó ăn phần nửa vậy bạn. Đây ở trên đó. Mấy con chim này dã man thì chứ. Năm nào cũng bị mấy con chim này nó xử vậy nha bạn. Mấy trái này đã quá, trái này ngon nè, trái này quá chất lượng luôn bà. Nó vàng vàng cái màu tớt tàu á, mà nó màu vàng vàng như gì đó là ăn đã lắm, vàng vàng bóng bóng gì nè, ăn ngon lắm. Gai không các bạn ơi, mình phải trần cái cây ra nè để mình chui ra, nếu gai không có đâm đau. My god, đâm đau quá. Rồi mình đi xuống. Mấy trái gì đã quá ha. Nói chung là mấy trái gì ngon bà. Này. À, phía bên đây thì mình thấy một mớ chưa chín. Thôi để mình qua phía bên đây. Qua phía bên đó đi. Được rồi. Giờ mình leo qua phía bên đây nha. Mình để cái thao tuốt trên đây mà. Không leo lên leo xuống mà. Oh man, cái trái này đã lắm mà bị nó ăn gì nè. Oh man, uống nha. Còn mấy trái bên đây là khỏi nói luôn nha các bạn. Đó, mấy trái này nè. Mấy trái này là ngon lắm các bạn ơi. Đây. Đây mấy trái này nè. Đó. Mấy trái này là quá đã luôn á. Mấy trái mà gắm gắm gì là mấy trái này chim ăn á, mình nên bứt bỏ luôn nha ba, tại vì mình để nó bị ấy cây á. Mấy trái này mình nghĩ ok luôn à. Wow, trái bên đây quá đã nè. Oh man, bị chim ăn rồi. Trái gì là đã lắm. Này, tiếc quá, cắt trắng phân nửa bên đây à. À tiếc làm gì bỏ luôn. Hưởng quá các bạn ơi, nó chơi gì nè, nó chơi phân nửa vậy, chim ăn chim nè. Mền. Hưởng không? Nói chung ra là cà. Oh man, bị ăn nhiều quá. Nếu mà mình treo CD rồi nha các bạn. Mình treo dĩa CD nè để phản quang cho nó sợ, mà nó cũng không có sợ mà. Mấy con chim này giống như chim nhà vậy đó. Nó không có sợ mà thiệt, nhà mình ổ chim nhiều lắm, nó nằm ở trong mấy cái mái nhà mà. Ok, để mình để cái này xuống, mình leo lên trên kia. Mình thấy bên kia rất là nhiều trái chín luôn. Với lại ơi, trên đây cũng có nhiều trái chín nè. Thôi để mình đem này xuống luôn. Năm nay mấy trái táo tàu của mình đã lắm bạn, nó giống như trái donut vậy bạn. Cái dẹp giống như trái donut vậy. Mà bị mấy chim ăn uổng quá bạn ơi. Chim nó ăn. Bên đây có trái cũng đã. Mấy trái táo tàu mà nó bóng bóng lên đó là nó ăn được nha các bạn. Nó ngã màu bóng bóng vàng vàng đó là mình ăn được rồi. Bên đây rồi. Bên kia thì chín nhiều lắm nhưng mà nó tuốt trên cao, để mình qua phía bên kia. Phía bên đây mình thấy chim nó cũng ăn quá trời ăn mà. Bên năm nào cũng bị ăn quá trời.
mấy con chim này khổ với nó thiệt chứ. Cho nó ăn gì nè, cái này là tóc khô. À, các bạn nên nhớ nhiều khi cái màu như vậy á, mà nếu mà nó không có bóng lên á, mình cũng không nên hái nha, tại nó không chưa có già, nó không có đủ chín đó bạn. Mà mình hái như vậy thì nó không ngon. Các bạn thấy không, mấy trái gì nè bóng bóng lên gì nè thì ăn ok. Nhiều khi mình không biết, mình hái sớm á, mình ăn mình thấy nó không ngon. Ok nhớ bạn, mấy trái mà phải bóng bóng lên, mà còn mấy trái gì nè chưa ăn được nha. Đi coi mấy trái gì cũng chưa ăn được không, phải bóng lên nhiều á cũng chưa. Cái trái này thấy cũng hấp dẫn nhưng mà không có bóng. Nói chung ở trên thì mấy trái bóng cũng nhiều, nhưng mà mình cần cái vợt đó bạn, nếu mà mình hái nó. Mà năm nay trái bự quá bạn ơi, mình nghĩ ít trái á, trái nào trái nấy to cho bá lửa luôn á. Rồi này, phía bên đây nè, mình thấy nè, đó qua bên đó nha, trên đây cũng vậy nè. Mấy trái bên đây mình thấy cũng ok các bạn. Đây mấy trái gì mình hái mình bỏ luôn nha các bạn. Nè, mấy trái gì ăn hết được rồi, chim nó quất rồi. Đó mấy em gì nè, mấy em mà vàng vàng ống ánh lên á là nó ngon lắm rồi. Còn mấy em gì chưa nha, mấy em gì còn xanh lắm, chưa luôn đó. Ở đây nè, vàng vàng mà ống ánh lên thì ok đó. Ba em này nè, ok. Phía bên kia, ở bên này cũng có mấy em vàng vàng ống ánh nè. Coi nè, trái này ngon hết sức không, coi nó ăn gì nè, khổ thiệt á, khổ mấy con chim này lắm bạn ơi. Còn trên đó mấy trái đã không, giờ phải dùng cái lồng để hái mới được. Trên đây trái ngon ngon không bạn ơi, nhưng mà phải dùng cái lồng á, mình bẻ nó rồi nó xa quá. Rồi các bạn thấy không, đó bên đó đó chim nó ăn hết rồi bạn, uổng quá các bạn ơi. Mà trái to không bạn nha, năm nay trái rất là to luôn nè. Mấy trái trong đây mấy trái ngon không bạn, nhưng mà mình không hái á chim nó ăn hết trơn à, uổng lắm. Nhiều khi cái công mình trồng á, để mấy con chim này nó hưởng hết rồi mẹ. Nói chung ra là trồng cây cũng khổ lắm các bạn ơi. Đây bên đây có mới trái ngon nè, quất luôn đó. Hôm nghĩ hôm bên kia để mình tắt máy mình hái mới được. Đây nè, cái trái vàng vàng gì đó bạn đó, mấy trái gì là ăn hết sảy nha các bạn. Phía này mình thấy có một trái gám nữa bạn, giờ nó bóng lên nè, thấy không, thấy cái màu nó bóng ửng ửng lên không, đó nó mới ăn được nha. Bên đây cũng vậy nữa nè, rồi có cái màu nó bóng bóng lên là nó chín. Đây trên đây nhiều trái lắm nè, đó bạn thấy không, chim nó ăn ghê không. Bên đây cũng ok à. Bên đây nguyên cái nhánh này trong này là đa số được hết rồi, nó chín hết luôn rồi. Mình cho nó vô, ok quá hay vậy ta. Rồi trái này quá bự luôn nè, đó mình không hái á, hồi chim nó xuống nó ăn rồi, các bạn thấy không, rồi nó ăn kìa, nó ăn vậy đó. Mấy chim này dã man lắm rồi, chim mà mấy trái gì ăn, mấy trái gì ăn mấy đã nào bạn.
mình mê nhất cái trái gì nè, nó vàng 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 á, bóng bóng gì nè, ăn đã lắm các bạn ơi. Mình không thích mấy trái bự, mình thích mấy trái vừa vừa, giống như vừa tầm tay của mình á, mình ăn nó ngon lắm. Ồ, men mấy trái này đã nè. Ồ, men cũng bị chim nó quất à, mặn quá. Trên đây nhiều trái, mặn quá bà. Nếu mà có dĩa CD ấy à, dĩa CD để mà phản chiếu đó. Cái này táo tàu gì mình cũng không biết nữa nha bà. Có nhiều người nói mình là táo ly, nhưng mà mình ăn mình thấy nó ngon lắm đó bà. Nó đặc ruột, nó chắc lắm, mà nó ngọt ngay à. Mà năm nay trái to, tại vì mình thiến nó bớt á. Với lại năm nay nó ít trái nó trời, trái to quá trời to luôn. Nè, đã nói chung ra mấy táo này ngon lắm các bạn ơi, các bạn nên trồng táo tàu á, táo tàu ngon lắm. Mấy trái mà bóng bóng á là nó chín hết rồi. Rồi, mấy trái gì đã lắm. Ok, bên này cũng có trái. Chim ăn uổng không? Quá uổng luôn. Thôi là, và thấy không, chim nó ăn ra nè, bứt xuống luôn mà. Đó, đang uổng ghê, biết nhiều trái luôn man. Khổ, khổ với mấy anh chim này thật á. Đang bé nhảy không ơi, có ăn trái, ăn trái đang chút chút vậy đó, làm cho mình bị hư hết. Khổ với mấy anh chim này lắm. Các bạn ơi, hôm nay mình hái nhiêu đây thôi, mình ngâm nước. Các bạn nên nhớ nha, táo tàu á, các bạn phải ngâm nước, rồi các bạn để tủ mát á, là các bạn ăn là ngon nhất luôn nha các bạn. Chứ đừng bao giờ hái xuống ăn liền. Mình rửa trước rồi xong xuôi bật cái phấn nó đi đó, rồi mình để tủ lạnh, mình để dành ăn từ từ. Ok nha các bạn.